Ngay lúc này đây SaLa cho quý vị nhìn lại những hình ảnh của các thành viên trong đoàn của chú Tám quý vị nhé. Bây giờ là tầm khoảng 5 giờ rưỡi sáng thôi, nhưng mà quý vị nhìn trên màn hình quý vị có thể thấy là tại khu vực của miếu Bà Chúa Xứ Bầu Mướp là rất là đông khách quý vị nhé. Có thể đây là buổi sáng thứ Bảy và giáp những ngày sắp diễn ra vía đó, cho nên là dân hành hương đi rất là đông. Hello em. Em cũng hello SaLa nữa. Dạ. Bây giờ đoàn mình vào miếu Bà Chúa Xứ Bầu Mướp nhé. Đến đây thì một lần nữa SaLa cũng cầu chúc cho tất cả các cô chú trong đoàn chú Tám đến miếu Bà Chúa Xứ Bầu Mướp, mình sẽ cầu được những phúc lộc, bình an, sức khỏe trong năm mới này. Thôi cô thuyết minh luôn ha. Hay quá. Dạ. Có cái cảnh quay mà SaLa đi ngược lui vậy nó hay biết mấy. Nhìn được đoàn mình vào trong trong chùa. Cái bùm. Ê, nhẹ nhẹ tiếng cười lại bé Bảo. Không có thâu vô đâu. Thâu chớ, anh đang cầm micro nè. Từ rất là sớm quý vị mà khu vực phục vụ ăn uống, đồ chay miễn phí của miếu Bà Chúa Xứ Bầu Mướp đã sẵn sàng rồi. Các cái bàn người ta đã dọn sẵn chén. Dạ. Ở đây hầu như là người ta đãi ăn xuyên suốt. Nếu mà ai đó mà đi hành hương mà muốn được thưởng thức đồ chay trong chùa đó quý vị, thì miếu Bà Chúa Xứ Bầu Mướp luôn là một điểm đến của rất là nhiều đoàn hành hương đến đây để đi chùa cầu những điều bình an, cầu những phước lộc cho gia đình mình. Bên cạnh đó cũng có thể thưởng thức được những món chay rất là ngon mà có thể là mà nhiều đoàn rất là mong muốn để ăn được cơm chay ở tại chùa, rồi sau đó là mình sẽ cúng dường những cái khoản hồng phước. Nằm tại vùng đất biên giới Tây Nam của Việt Nam, thị xã Tịnh Biên còn là điểm du lịch tâm linh trọng điểm của tỉnh An Giang, khi nơi này chính là vùng thác sơn tâm linh, nơi tu tiên đắc đạo của rất nhiều bậc cao nhân. Tọa lạc trên mảnh đất rộng đến 17.000 m2 ở khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, miếu Bà Chúa Xứ Bầu Mướp mà khách hành hương còn quen gọi là chùa Bà Bầu Mướp. Đây là một trong những địa điểm không thể bỏ qua của rất nhiều du khách khi đến hành hương tại Tịnh Biên vào những ngày đầu tháng 4 âm lịch. Cách đây hơn 170 năm về trước, Phật Thầy Tây An đi trị bệnh cho dân chúng ở miền Hậu Giang. Cuối cùng, Phật Thầy dừng lại tại cốc ông Đậu Kiến, nay là Tây An Cổ Tự ở chợ mới An Giang. Và vào thời điểm đó, chính là năm 1849, Phật Thầy cũng đã khai đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Vào năm 1851, sau khi dựng chùa Phật Thế Sơn, dựng trại ruộng tức Phước Điền Tự và trại rẫy tức là đình Thế Sơn ngày nay, ở phía sau Anh Vũ Sơn là núi Ông Két, thì Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên đã chọn một mảnh đất ở phía trước một cái bầu nước rộng lớn, mà ở trên bầu nước thì có rất là nhiều dây mướp rừng mọc chằng chịt. Vào thời điểm đó, ở bầu nước này chính là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều người dân trong buổi đầu khai khẩn vùng đất mới. Cũng tại mảnh đất này, Phật Thầy đã dựng một nhà tranh vách tạm để làm nhà Việt, cũng là nơi bàn bạc việc đời, việc đạo, cùng với 12 vị đại đệ tử của Phật Thầy. Và cốt lõi, nơi này là nơi để bàn bạc kế hoạch chống lại thực dân Pháp ở thời điểm đó. Sau này, để tránh tai mắt của thực dân và có nơi thờ cúng tâm linh cho bà con tại vùng đất, Phật Thầy đã dựng tượng Thánh Mẫu Tiên Nương, mà người đời sau này gọi bức tượng này là Bà Chúa Xứ Bầu Mớp. Tại đây, người dân đã có nơi khói nhang cúng bái một vị thần linh. Thời gian lịch sử thăng trầm dần dần trôi qua, nhiều thế hệ đã tiếp nối. Tính đến nay cũng đã hơn 170 năm. Ngày nay, khi đến miễu Bà Chúa Xứ Bầu Mớp, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng với khung cảnh yên bình, nhẹ nhàng, cùng với những công trình kiến trúc mang vẻ đẹp đặc trưng. Hiện nay, miễu đã xây dựng hoàn chỉnh các công trình như chánh điện, võ ca, nhà hậu, đông lan, tây lan, nhà ăn, nhà nghỉ. Bước vào khu chánh điện, tượng Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu Tiên Nương uy nghi ngồi trên bệ cao, cùng với khói hương nghi ngút. Du khách đến đây thắp nén hương thành kính, cầu mong cho Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu phù hộ cho gia đạo được bình an, gặp nhiều may mắn. Hàng năm, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 âm lịch là thời gian diễn ra vía Bà Chúa Xứ Bầu Mớp, thu hút hàng ngàn lượt khách thập phương đến cúng viếng, cầu tài lộc, cầu bình an, tạo nên một không gian văn hóa tâm linh tín ngưỡng đặc trưng cho vùng Bảy Núi An Giang, mà hầu hết khách hành hương đến miền Tây của miền Nam Việt Nam đều một lần được đến hoặc nghe qua. Sau khi quý vị cùng SaLa chiêm bái cũng như là cầu an tại Thánh Mẫu Tiên Nương ở trong chánh điện của miễu Bà Chúa Xứ Bầu Mớp, như mọi khi thôi quý vị, SaLa đưa quý vị ra một cái hồ. Đây chính là Bầu Mớp của năm xưa. Và ngày hôm nay ban quản lý của miễu bà đã xây dựng và đã trùng tu cũng như là hình thành ở đây những cái con đường đi rất là đẹp. Ở phía dưới ngày hôm nay SaLa thấy có rất là nhiều sen, bên cạnh đó còn có lục bình nữa quý vị. Như trước đây thôi, những cái dồi nước phun lên đẹp lắm. Và ở phía dưới thì có rất là nhiều những con cá chép coi. Anh Bảo có thể cho khán giả nhìn một lần nữa hình ảnh của những con cá. Sở dĩ SaLa hay cho quý vị nhìn thấy những con cá đó quý vị. Gần lại một chút nữa anh Bảo. Thì mình đi chùa, nhìn cá giống như là một cái điều may mắn lắm. Cho nên là ở tất cả các ngôi chùa, và nhất là những ngôi chùa có những hồ nước, thường là nuôi những con cá chép coi. Nó là biểu tượng của sự may mắn, phúc lành, khi mà để cho người vãng cảnh Phật nhìn đó cũng xem như là những điều may mắn khi họ nhìn thấy được. Tại đây đó quý vị, đài Quán Âm Thủy Tạ đó quý vị, tôn tượng của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Anh Bảo đi tới nữa thâu cho khán giả nhìn thấy tôn tượng của Quán Thâm Bồ Tát. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tại vị trí đài Quan Âm Thủy Tạ, khi khách hành hương ra đây, quỳ bái ở đây, cầu những điều may mắn, mong cầu Đức Quán Tham Bồ Tát ban cho những mình những điều phúc lành cũng như là gia đạo của mình được yên bình. Thì bên cạnh đó, từ đây quý vị có thể hướng mắt về phía mặt trời mọc vào những buổi sáng sớm như thế này. Phía bên kia chính là đài Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là một biểu tượng của Đức Phật ở tương lai, đại diện cho sự hỷ xả. Và từ đây, quý vị khi chiêm bái Đức Quán Thâm Bồ Tát, Đức Quán Thâm Bồ Tát là thể hiện cho sự từ bi. Quý vị nhìn qua bên đó chính là hỷ xả. Và bốn chữ từ bi hỷ xả đã được ban quản trị của Lăng Miếu, của Bà Chúa Xứ Bầu Mướp đã phối hợp và tạo nên một công trình Hồ Bầu Mướp của ngày hôm nay, mà SaLa đưa quý vị đến đây để chiêm bái toàn cảnh cùng với lại đoàn chú Tám ở Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, anh Bảo có thể cho khán giả đi tiếp hành trình anh Bảo nhé. Mình qua bên đài Phật Di Lặc. Con đường đó quý vị, ban quản lý cũng đã dùng những cái mái tre che nắng cho khách hành hương quý vị, đẹp lắm. Những cái lưới thôi nhưng mà nó tạo nên một cái màu xanh. Ngày hôm nay đi với lại đoàn hành hương cho nên cái khoảng thời gian nó không có nhiều. Cho nên là SaLa cũng không có cho quý vị nhìn thấy cảnh ở trên cao. Nếu mà có dư thời gian á, mình sẽ cho quý vị thấy cảnh trên cao của Miễu Bà mà đầu năm nay trong một cái video về Miễu Bà Chúa Xứ. SaLa cũng đã từng thâu hình ảnh đó cho quý vị. Quẹo quẹo đi theo chú SaLa kìa. Đi theo chú SaLa. Đi theo chú SaLa. Mình đứng đây mình ngắm cảnh một chút với SaLa được không? Cô ơi, cô trong đoàn của SaLa đó quý vị. Cô đi Miễu Bà Bầu Mướp này bao nhiêu lần rồi, cô có nhớ không? Đi có một lần một. Lâu dữ lắm rồi. Lâu lắm rồi hả? Lần này nữa là mình trở lại lần thứ hai. Đi lần trước thì Miễu Bà đẹp không? Không, thấy nó cũng bình thường mà đi đợt này thấy nó khác nè. Thấy khác nè. Lần trước cách đây bao nhiêu năm? Lâu lắm rồi, hình như là 4-5 năm gì. 5 năm. Lần trước là chưa, cái hồ nước này chưa đẹp. Chưa, đúng rồi. Lần này mình thấy trồng sen rồi thả cá rồi. Chứ làm theo mấy nhà chòi đồ ở ngoài đó đó. Mấy nhà chòi. Là những cái đài Quan Âm á. Đúng rồi. Và những cái nơi thờ tự đẹp quá ha. Hôm nay thì tại Miễu Bà Chúa Xứ Bầu Mướp, SaLa kính chúc cho cô cầu được những điều bình an tốt đẹp nhất cho năm nay, cũng như là cô cháu mình sẽ gặp lại nữa với lại chú Tám được không cô? Được rồi, cô cũng chúc cho SaLa ha nhiều sức khỏe ha, làm được nhiều cái clip đồ hay thiệt là hay. Cô theo dõi con hoài á. Dạ. Clip nào cũng coi hết á. Dạ, con cảm ơn nhiều. Đây cô cháu mình đi nữa. Dạ rồi. Và quý vị ơi, không có bỏ luôn á, không có clip nào. Không có bỏ luôn. Clip nào cũng coi á. Ý là con làm cái gì cũng coi luôn hả? Cái gì cũng coi á. Trời ơi. Cái gì cũng coi á. Dạ. Có lúc nó ủa sao không thấy SaLa lên cái gì hết trơn. Con đi nhiều quá cô ơi. Thật sự ra khoảng thời gian á, mình rất là muốn ngày nào cũng tạo video. Nhưng mà để có một cái video coi nó hoàn chỉnh, con cũng mất ít nhất cũng gần 2 ngày. Là coi như là sáng đêm mình làm. Dữ vậy hả? Để dựng nên một cái video nó hoàn chỉnh, nó hay. Rồi coi cho nó hay. Đó. Rồi cô biết không, là mình đi nữa. Cho nên con nhiều chuyến quá rồi con về nữa rồi con không có kịp. Thật sự rất là muốn làm. Nó ủa sao coi hoài sao đợt này không thấy SaLa ra cái clip nào hết trơn trời. Dạ. Có khi mất nửa tháng trời cô ơi, muốn lên lắm, muốn ra nhiều ngôi chùa, muốn đi nhiều nơi nhưng mà trong khoảng thời gian này á, ngoài đi hành hương, con nhận thêm những cái chuyến thiện nguyện á, cho nên con đi chuyến thiện nguyện rồi nhiều nơi quá, cho nên là bữa chị Tám rủ cái mới hỏi chị Tám ơi, chị Tám chuyến này đi có rủ Sala đi không, cái chị Tám đấy có nhưng mà không biết có rảnh hồn con tiếp mọi cái Tám ơi rủ đi. Tám Sala vui lắm. Còn một lần đi với chú Tám rồi cả năm rồi, đúng rồi, lâu lắm rồi lại thì thôi mình tất cả mọi thứ bỏ hết luôn hả, gác lại một bên để đi với chú Tám. Cái cầu này cũng hên để cho hai cô cháu mình đi được ha. Bên kia có anh Bảo đi được cái cầu thang bên kia để mình quay phim nó đẹp đẹp. Anh Bảo là đồng hành với SaLa dữ trời luôn đó nha. Đúng rồi. Trên từng cây số luôn á anh Bảo. Đúng rồi, SaLa TV đó, thấy chưa, ghê chưa. Dữ trời lắm chứ bộ. Cô dạo lại Phật Di Lặc nhá. Giáo viên mô Phật đi rồi ngoại cho giáo viên nào xuống được. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Đứng tại đây đó quý vị, thật sự là một cảm giác rất là yên bình. Vào một buổi sáng sớm ở phía dưới, tôn tượng của Đức Phật Di Lặc, cầu mong cho tất cả mọi thứ đều hạnh phúc, đều vui vẻ như nụ cười của Đức Phật quý vị ạ. Mong sao cho tất cả mọi người trong đoàn đi chuyến này về, đặc biệt là làm ăn sẽ phát tài phát lộc nhiều nha. Anh Bảo qua đây. Đây quý vị, từ đây quý vị có thể hướng mắt nhìn lại miễu Bà Chúa Xứ. Và anh Bảo ơi, anh cho SaLa một cái góc máy nào đó mà nhìn nó đẹp đẹp toàn cảnh miễu Bà đi anh Bảo. Nè anh Bảo có thể đó, zoom lại nè đó, và quý vị trên màn hình quý vị có thể nhìn thấy xa xa là những người hành hương đang bái lại Quán Thâm Bồ Tát nè trên những chiếc cầu, và từ đó người ta ngắm trở ngược ra đài Phật Di Lặc, giống như vừa rồi SaLa đứng ở đó thâu cho quý vị nhìn thấy. Hôm nay tất cả những cánh sen đều rất là tươi tốt, thấp thoáng, trong đó có những đóa hoa sen rất là đẹp. Buổi sáng quý vị, mặt trời chưa lên, ánh nắng nhạt nhạt, đẹp lắm. Tháng 5 mà quý vị ạ. Trời giờ này mới có 6 giờ thôi, nhưng mà nắng dữ lắm. Giờ này là sáng gì có thể là báo hiệu một chút nữa là trời rất là nắng, rất là nóng. Và đây mình sẽ vòng lại phía trước. Những ngày cuối tháng 4 này tại miếu Bà Chúa Xứ Bồ Mướp cũng sẽ diễn ra lễ vía bà, và hữu duyên SaLa sẽ về đây thâu cái bối cảnh diễn ra lễ vía cho quý vị khán giả tiếp tục theo dõi về hành trình mà SaLa đi về miền Tây thêm lần nữa. Có cảm như là những ngày chuẩn bị làm lễ đúng không? Chuẩn bị làm lễ. Vậy ha anh Bảo. Thế anh Bảo có đúng cái sáng kiến gì thì anh Bảo nhớ đóng góp cho SaLa nha. Ok SaLa, ok anh. Dĩ nhiên rồi. Hãy đóng góp, đóng góp. SaLa. Tại đây quý vị có thể nhìn thấy nè, miễu bà, một cái nơi mà có rất là đủ thiên nhiên hội tụ quý vị ạ. Có hồ nước nè, trời nè, và cảnh trí Phật Pháp rất đẹp. Sơn thủy hữu tình. Bây giờ mình qua bên đó một chút xíu coi. Có nhóm mình đã bên bển kìa. Coi mua cái gì bán cái gì. Sinh động hơn. Quay cho nhóm mình. Anh Bảo, tùy anh Bảo à. Bảo thấy cái nào đẹp anh Bảo làm. Từ đây mình đi ra đó quý vị, chính là bên phải của miễu bà. Chứ mình đi từ ngoài vào là bên trái. Quý vị sẽ nhìn thấy được những cái gian hàng bán các cái loại bán các cái đặc sản quý vị. Đặc sản được rồi. Được rồi em. Dạ rồi. Tại anh đang quay chương trình ăn vô anh chảy nước miếng nó không được. Quý vị. Có mua không? Nửa ký 35 ngàn. Tôi trả giá không? Không, ở đây tôi mua quen rồi, miễn cái giá cân đủ là được rồi. Đúng giá luôn đúng không? Đúng giá. Đó, tuyệt vời quá. Ở đây là không có mua quen, không có me ngon không? Ngon lắm, me để khỏi chê. Quý vị. Me trong thùng khui ra luôn quý vị. Cái cảnh mua me nó nhộn nhịp vô cùng quý vị thấy không? Ở mùa này thì SaLa thấy là có me nè, có trái mây nè. Hai cái loại này là vào mùa hè là hễ về miền Tây là SaLa thấy, nhất là ở cái vùng Bảy Núi đó quý vị. Me này là 100. Me này có quanh năm không em? Có quanh năm luôn. Quanh năm suốt tháng vậy hả? Đúng rồi. Lúc nào mình mua cũng có đúng không? Đúng không phải rồi. Là mùa đúng không? Không, me này là hết mùa rồi, giờ nó dựa lại sấy không à. À dựa lại sấy hả? Đúng rồi, me sấy mình mới để lâu được. Chứ me tươi về tới Việt Nam là bị móc hết trơn rồi. Ủa, vậy nó ở đâu vậy? Ở Thái. Ở Thái. À vậy hả? Nó sấy bởi vì mở cái thùng ra đó hả? Đúng rồi, này là toàn bộ me sấy hết nha. Chứ không có me tươi đâu. Là me sấy đó quý vị. Bây giờ hỏi mới biết đó. Bao lâu nay mình đi mình tưởng đâu là me trên cây hái xuống. Không có. Này là me sấy toàn bộ. Giờ mới hiểu nha quý vị. Me hái xuống rồi bác hả? Dạ không, cái này là hái xuống rồi phải đưa vô sấy cho kho đông lạnh nó mới về tới Việt Nam rồi. Chứ không phải là đúng không? Mấy lâu nay mình tưởng đâu là hái xuống bán. Đúng rồi. Me dốt hái cây xuống đúng không? Nhưng mà me này là sấy lại. Mình đang ăn me Thái. Ủa ở dưới quê mình đâu có được vậy hả ba? Thái có bán mà. Thái bán. Vậy hả? Sấy là nó sẽ lâu hơn, giống như bảo quản. Thường lâu là bao lâu? Tùy theo cái về bên đây nữa. À về tùy theo cái khí hậu rồi mình này kia nọ không? Nó có ẩm ướt hay không? Chị là hơi sữa tắm nè chị. Chị vô quay sữa tắm. Và đây quý vị, một khu chợ nhỏ thôi, không lớn lắm so với ngoài Châu Đốc. Vừa rồi SaLa đi ở ngoài Châu Đốc thì ta buôn bán nhiều lắm, nhưng mà ở đây tại vì giới hạn ở trong khuôn viên của ban quản lý miễu bà Chúa Xứ Bầu Mướp, cho nên là chỉ có khoảng bao nhiêu thôi. Thôi bây giờ mình vào trong một chút nữa ha quý vị, để nhìn toàn cảnh. Để đoàn của SaLa ở ngoài mua me rồi, mình đi một lượt qua đi. Mua được cái gì không? Dầu hả? Dầu gì? Dầu này nè. Dầu này dầu Thái. Có xài bao giờ chưa mà mua? Chưa. Trời ơi. Nghe cho gì vậy, cho hửi lần à? Cho hửi một lần là mua luôn hả? Dạ. Nó có cái mùi gì mà tại sao phải mua? Dễ chịu ha. Nó nóng. Nó trị cái gì? Cảm diêm sơn hả? Cảm diêm sơn. Vì gửi mẫu gì mua. À vậy hả? Vì đi mua Sài Gòn gửi Sài Gòn đúng không? Bây giờ mình xuống đây đúng mình rồi. Mua đúng không? Ừ. Nó đúng rồi chứ mà tưởng đâu vô trong đó người ta vừa nói cảm diêm sơn mua luôn lắm. Không nói vậy thôi. Cũng lạ quá ha, dầu Thái ha. Xài thử không? Nè, lấy không được rồi, mua cho gì mà để nguyên cái lốc này đi, đem về cho nó đẹp làm quà. Không mua nếu mà muốn à? Không muốn tặng cho Sala là phải mua nguyên lốc nữa tặng cho Sala. Sala mới lấy một chai không lấy. Nói đùa thôi chứ Sala có hay đi về đây lắm, mấy dầu này có mình muốn hỏi cho nó có chương trình vậy. Thôi đi ra ngoài với đoàn đi, có ăn me thì mua me ha. Thôi quý vị ơi, một chút thôi quý vị, đứng tại đây quý vị có thể thấy được quang cảnh của các cô, các chú bán ở đây quanh năm suốt tháng miệt mài với những gian hàng của mình. Tại đây tất cả đều là những gian hàng từ Thái Lan về quý vị. Nó cũng là một góc nhỏ trong những cái chợ người ta hay đi Tịnh Biên. Vào đó người ta gọi là cái chợ gì đó, miễn thuế gì phải không anh Bảo? Nhưng ở đây thì không có miễn phế quý vị ạ. Ở đây bán đồ Thái. Và quý vị có thể nhìn thấy là dép ở đây rất là nhiều. Ai về Châu Đốc đều cầm về một đôi dép quý vị. Người ta thích mua dép lắm. Câu hỏi này thì không biết là Đạt có trả lời được không Đạt? Dạ. Sao anh thấy người ta đi về Châu Đốc người ta hay mua dép quá vậy? Tại vì biết sao không? Sao? Dép ở đây là nhập từ bên Thái gì à? Rất là tốt, rất là bền, thành ra ha, các cô, các chú hôm mà có dịp mà ghé chùa Bà Mướp là mua dép thôi. Vậy hả? Hoặc là ha, mua cho người ta rồi mua cho con cho cháu nữa. Vậy hả? Dạ. Thôi nói chung là cho dòng cho họ luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em có từng mang đôi dép nào mua ở chùa Bà Mướp chưa? Có một lần có một đôi dép của Thái. Có mang bền lắm, còn ở nhà cũng vẫn còn nữa kìa. Chừng nào về Sài Gòn cho anh mượn. Ok, để làm bằng chứng cho quý vị nhé. Đây quý vị. Và đây Sala gửi lại cho quý vị hình ảnh của một khu chợ buôn bán nhỏ thôi, nằm trong khuôn viên của miễu bà Chúa Xứ Bà Mướp. Và khi quý vị đi miễu bà Chúa Xứ Bà Mướp thì quý vị vào đó cầu bình an ở Thánh Mẫu Tiên Nương, nhưng đừng bao giờ quên khu chợ nhỏ này với tất cả bà con buôn bán rất hiền hòa và giá cả phải chăng quý vị nhé. Sau khi đoàn hành hương của Sala mua xong những cái vật dụng cũng như là đặc sản thì bây giờ đoàn di chuyển tiếp tục đi ra ngoài bãi xe, rồi từ đây mình sẽ đến một điểm hành hương tham quan tiếp theo, đó chính là chùa Kim Tiên. Nhưng mà trước khi đi qua chùa Kim Tiên thì có thể là đến ăn uống ở đâu đó, để lát nữa nếu mà dừng đâu thì Sala tiếp tục thâu hình cho quý vị. Ở đây quý vị nhìn ở trong miễu bà Bầu Mướp, Sala còn thấy cái chiếc ambulance là xe cấp cứu á, xe đó là để chuyển viện miễn phí luôn quý vị ạ. Có một điều mà mình rất là gọi là nể phục, đó là cái lòng hảo tâm và cái tâm từ thiện đó quý vị, của những người ở miền Tây, nhất là vùng An Giang đó quý vị. Sala thấy quyết tâm lắm quý vị, có tâm lắm, hay làm những việc thiện từ nhỏ nhặt cho đến những việc lớn. Cho nên là hành trình của Sala thường hay về lại các tỉnh, nhất là ở An Giang là như vậy. Nơi đây, mảnh đất nơi đây con người rất là thân tình. tranh thủ đoàn xe còn chưa có lên xe quý vị. Mình đi một vòng, mình cho quý vị nhìn thấy một cảnh buổi sáng của một buổi sáng cuối tuần, buổi sáng thứ Bảy ở tại chùa Bà Bồ Mướp. Xe liên tục quý vị ạ, nhất là những chiếc xe hành hương mang biển số 51 ở Sài Gòn liên tục di chuyển trở về chùa Bà Bồ Mướp. Bé anh bảo không đứng bên kia đi. Trời ơi, bóp càng đó quý vị, xém xíu quăng trái máy luôn. Yeah. Mấy cô buôn bán ở đây vui nhộn lắm, là thốt nốt, nào là xoài rồi những cái gánh hàng buổi sáng quý vị ạ. Không có thời gian, lúc nào cũng không có thời gian, tại vì Sala đi với đoàn nhiều lắm, ít khi mình đi một mình. Lên lên bà con ơi. Chắc hẳn khi mà Sala phát những hình ảnh này, có thể có những khán giả lâu rồi không có đi hành hương theo đoàn, nhìn cảnh này chắc nhớ lắm quý vị ha. Nhưng mà một lần nữa thì Sala nhá, Sala nói rõ với quý vị là Sala không phải là người tổ chức những cái đoàn này, mà những đoàn hành hương á thường là sẽ có người tổ chức, và Sala là người được mời theo để quay lại kỷ niệm lại cho đoàn thôi quý vị ạ, chứ không có tổ chức. Cho nên nhiều cô chú cứ nhầm tưởng Sala tổ chức, cho nên thường gọi để đặt vé, chứ thực sự là Sala không có tổ chức đoàn. Thôi thì bây giờ mọi người cũng đã chuẩn bị lên xe hết rồi. Sala sẽ gửi lại những hình ảnh này cho quý vị. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang điểm tiếp theo quý vị nhé. Cái căn thử có đúng không? Lên ngồi đây. Cái người bán hàng cơm rẻ về cơm. Lên cho đủ chưa? Nè bà con cô bán ơi, ăn thử miễn phí bà con ơi. Ăn thử không tính tiền. Anh em lên trước đi, lên trước đi. Ờ, anh lên trước. Từ tối giờ bây giờ trời sáng rồi quý vị có thể nhìn rõ được vị trí ghế của những người hành hương của Sala. Ăn thử miễn phí bà con ơi.